Vâng, hôm nay tại đây các bạn sẽ chứng kiến một sự khởi đầu trong một xu hướng mới của thế giới công nghệ trên toàn cầu. Thật không thể tin được. Thật không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi khi mình làm được như vậy. Thật không thể tin được tại Việt Nam chúng ta.